Có ghi phát đấy không? Có lưu phát đấy không? Lại chưa kịp rút cả máy ảnh ra thì đã vào rồi. Sắp được cái bàn thắng của đội. Ai mà biết được bố vào phải báo trước chứ. Hay lắm. Săn được bàn thứ nhất rồi. Ai ghi bàn nhỉ anh nhỉ? Phương ghi bàn. Số mấy? Phương số 10. Hai bàn đấy. Nhớ tụng sang lưới người còn được số nào? Hai cái lưới mới để bao đâu? Hết rồi, bao cái vòng này giờ đi. Thằng Đăng ấy. Đăng ơi, thầy chú à? Khi có cái bao du lịch như vậy. Mai mang thuốc Lào. Bánh mì ra đây nhỉ? Mai mang thuốc Lào ở đây nhé. Mì còn gì xuống này? Lùi xuống đi em ơi! Còn lùi đi! Còn lùi đi! Sao em? Nó sợ nó cắn! Nó sợ nó chạy nữa! Thằng này nó khỏe thật! Chạy từ đầu nó cũng khỏe thế! Trời tối quá! Không lên được! Hay lắm! Gì bạn hại lúc mà chưa từng đứng ra ngoài. Có hòa không? Không ạ. Rồi, sút! Ăn vào chưa đi? Móc lốp. Móc lốp. Tân lui ra. Kia, chuyên đi đẹp quá kìa ơi rồi. Rồi, sai ạ. Lộn để đánh chuyển đặt ở chân chứ còn. Chỉnh quá Phương ạ. Ông làm mất khách quá. Quả đấy mẹ đẹp thế rồi cùng. Để phần cho người khác. Ông ấy chỉnh quá cơ mẹ điệu. Quả này đấy. Quả tấn đè tốt đấy. Đè hậu vệ họ tốt. Mộc lục. Còn 10 phút nữa. Đúng rồi chưa đi. Phần này trốn xuống. Đá ra thế nào. Đã dình được cái quả vào nữa à? Quả vào không dình được không? Lúc đấy